Cô chú anh chị nha, em bữa nay em lôi cái mixer này ra em thử nha. Tay bọng của nó còn đầy đủ không chú anh chị? Em mới tháo ra tính giờ thử cho cô chú anh chị nghe đi ha. Em mới tháo ra em tính để vô cái xe đầu nhà xài chơi nè. Em thử nhạc nghe chơi cái cô chú anh chị. Hồi đây em cao thính khúc không biết là nó YouTube có chặn em không biết, mà hên xui đi ha. Yêu rất nhiều, ở với em đi hết cả cuộc đời. Em lấy cái mixer này với cái bàn cỏ của em á, em xài bàn cỏ mà. Đi thẳng xuống rồi em ca thêm khúc cho cô chú chị nghe chơi nha, cô chú chị nha. Nghĩa phụ thề đến hết đời, đền oán đi xuống. Cho anh tình thương đó là tên phú thế, cả cuộc đời không thay thế ai. Nhiều thôi cô chú ơi, để ca nhiều quá YouTube để là phạm bản quyền gì đó. Để test lo nhạc mixer này chắc âm thì bao đỉnh rồi. Nhạc test lo demo. Nói chung là đăng cái video này chơi nha, nếu mà có phạm bản quyền thì em sẽ xóa bỏ thôi. Chú chúng chị cứ coi chơi nha cô chú chị. Cái mixer này thì em bao tiếng bao đẹp không cô chú chị. Cái lò cái thùng full đôi của em thì em chỉ chủ yếu em thích cái full đôi thôi. Nên cái full đôi của em đang xài chép RCF của em bán đó. Loại 1 triệu cô chú anh chị chép RCF lò 1 đó. Với loại lò Nestle triệu 850 đó cô chú anh chị. Nestle từ 19 của 76 đó, lò nhập nguyên con đó cô chú anh chị. Nói chung là lò đó với chép đó thì em bao quánh nè cô chú anh chị nghe thử nhạc chơi nha. DJ Jam Battle Mix activated. Rồi con mixer này là 2,2 triệu bao xíu tới nhà nha. Mít thì em có tại dòng này không có eco quạt gì trên đó nghe không chị, xài thì phải đưa eco g hoặc là van vô nha. Em xử cái van cỏ của em nè, van cỏ em xài van cỏ mà chỉ mít em gọt khơi khơi chơi nghe cũng được luôn chị. Đó là gọi là van cỏ của em đấy. Rồi ba like này hát tốt thì em thử tự like cho quý vị nghe luôn ha. Thử thôi, em cũng chưa thử hết nữa nên em lôi ra thì chú ý em thử cho quý vị nghe thôi. Rồi hát tốt tới đây đi. Rồi, nó hát không lỗi cái nào thì báo cô chú chị biết luôn ha, mua bán cho nó dễ mất công thử cái bị hay kia. Rồi hát tốt. Tay bọng của nó còn đủ nha cô chú anh chị, không thiếu một phần nào hết trơn nha. Rồi em này nín thở rồi cô chú anh chị. Khoan, còn. Rồi em để lộn like nghe, em tưởng nó nín thở rồi chứ. Đây em này mới nín thở nè cô chú anh chị ơi. Rồi em này nín thở nè, like này nín thở nha. Rồi không hát luôn, không hát cái like này không hát. Rồi không hát nha, like này là một like không hát nè. Còn không biết có bấm nút gì nữa không ha. Bây giờ trước mắt là không hát rồi đó. DJ
Champ Battle Mix activated. Rồi thử là cái line này coi phải nín thở thiệt không. Rồi nín line này nín thở của chú giờ, line này không mát nha. Rồi hiện trạng như thế này em bán 2.200.000 bao ship tới nhà nha. Cái này là hàng sản xuất tại Anh nha cô chú anh chị. Hôm nay đúng của Anh luôn nha. Đó cô chú anh chị coi nha. Tem nhãn mát của nó còn hết nha cô chú anh chị. Thành tích cái thế này gọi là cũng đẹp lắm rồi đấy nha. Xài thì phải chạy chóc với chút đỉnh này không sao. Nói chung là đối với em vậy là ok lắm rồi đấy. Đó, nguồn mộng của nó còn đủ hết trơn, không có cháy cháo nha cô chú anh chị. Đây thấy không? Đó thấy không? Đó. Rồi cái mixer này 2.200.000 nha cô chú anh chị. Rồi cô chú anh chị cần cái chụp hình gửi cho em nha. Cảm ơn cô chú anh chị đã xem video nha. Chúc cô chú anh chị buổi tối vui vẻ. Chào tất cả mọi người nha. Chào.